Luận Đại Trí Độ quyển 71, phẩm thứ 52, Thiện Tri Thức. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hàng tân học Bồ Tát phải học 6 pháp Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Hàng tân học Bồ Tát muốn học 6 pháp Ba La Mật, trước hết phải thân cận cúng dường các bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức dạy đệ tử khi tu tập 6 Ba La Mật rằng: Phải đem công đức tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp sắc, dẫn đến thức làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp đàn Ba La Mật, dẫn đến bát nhã Ba La Mật làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông làm vô thượng Bồ Đề. Chẳng nên chấp mười Phật lực, dẫn đến chẳng nên chấp nhất thiết chủng trí làm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng chấp năm ấm, chẳng chấp sáu pháp Ba La Mật, chẳng chấp 18 pháp không, chẳng chấp 37 phẩm trợ đạo, chẳng chấp bốn thiền, chẳng chấp bốn vô lượng tâm, chẳng chấp bốn vô sắc định, chẳng chấp năm thần thông, chẳng chấp 10 Phật lực, dẫn đến chẳng chấp nhất thiết chủng trí làm vô thượng Bồ Đề, mới chính là được vô thượng Bồ Đề vậy. Lại cũng dạy đệ tử khi tu tập 6 Ba La Mật rằng: Chẳng nên tham đắm sắc, dẫn đến thức. Chẳng nên tham đắm đàn Ba La Mật, dẫn đến bát nhã Ba La Mật. Chẳng nên tham đắm nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Chẳng nên tham đắm bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo. Chẳng nên tham đắm bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, năm thần thông. Chẳng nên tham đắm mười Phật lực, dẫn đến chẳng nên tham đắm nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tướng không, đều chẳng có thể tham đắm được. Chẳng nên tham đắm bốn quả thanh văn, chẳng nên tham đắm bích chi Phật đạo, chẳng nên tham đắm Bồ Tát vị, dẫn đến chẳng nên tham đắm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả các pháp ấy đều là tự tánh không, đều chẳng có thể tham đắm được. Luận: Ngài Tu Bồ Đề hỏi về trường hợp tân học Bồ Tát phải tu tập 6 pháp Ba La Mật như thế nào? Phật dạy rằng: Bồ Tát phải tu tập lâu ngày mới được các pháp sự di diệu. Thế nhưng chẳng nên chấp thủ hay tham đắm bất cứ một pháp nào cả. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tướng không, tự tánh không, đều là bất khả đắc cả. Bồ Tát tu tập pháp không được xếp thành hai hạng: hạng tiểu Bồ Tát, hạng đại Bồ Tát. Hạng tiểu Bồ Tát chỉ mới được nhu thuận nhẫn, nên phải tu tập pháp không để có khí phần trí huệ. Bởi vậy nên Phật từng dạy rằng: Nếu Bồ Tát muốn thể nhập vào pháp tánh không thì phải tu tập các công đức trong thời gian lâu dài. Ví dụ như trong pháp thanh văn thì người có tín tâm quy hướng về tam bảo gọi là được noãn pháp, rồi từ nơi tín tâm đó còn phải tu tập thiền định mới gọi là được đảnh pháp, mới được tâm không, được vô ngại giải thoát. Do vậy mà phàm phu xem pháp tiểu thừa là đại. Lại nữa, Bồ Tát phải tu tập lâu ngày các công đức của 6 Ba La Mật để được bát nhã Ba La Mật vị. Do vậy mà phàm phu cũng xem chư vị tân học Bồ Tát là đại. Thế nhưng trong Phật pháp thì hàng tân học Bồ Tát chỉ được gọi là tiểu Bồ Tát mà thôi. Nơi đây Phật khuyên các tân học Bồ Tát muốn tu tập bát nhã Ba La Mật thì trước hết phải thân cận cúng dường chư thiên tri thức. Có được chư thiên tri thức dạy dỗ thì hàng tân học Bồ Tát mới thành tựu được bất hoại pháp, nghĩa là hành 6 Ba La Mật, hành hết thảy các thiện pháp mà chẳng trú chấp, chẳng tham đắm. Ví như chim kim sĩ điểu, ngay từ khi còn nhỏ đã phải tập bay từ núi này sang núi khác. Cũng như vậy, hàng tân học Bồ Tát phải tu tập bát nhã Ba La Mật trong thời gian lâu dài mới có được thâm trí huệ bát nhã Ba La Mật được. Lại nữa, ví như lửa, dù chỉ là một đốm nhỏ có công năng thiêu đốt cả đám rừng. Cũng như vậy, bát nhã Ba La Mật có công năng phá sạch hết thảy kiết sử phiền não. Bởi nhân duyên vậy
nên Bồ Tát phải thường tu học thâm Bát Nhã Ba La Mật để liễu triệt được hết thảy pháp đều là trúc ráo không, để dứt sạch hết thảy kiết sử phiền não. Như vậy mới có thể trở thành bậc Đại Bồ Tát đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, được nhất thiết chủng trí dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát thường làm những việc rất khó làm, đó là ở nơi pháp tánh không mà muốn cầu đạo vô thượng Bồ Đề, muốn được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng vì lân mẫn chúng sanh mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn an lạc chúng sanh mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn cứu khổ thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ y cứ cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm con đường cứu cánh cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm cồn đảo cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn dẫn đạo thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm, vì muốn làm chỗ thú hướng cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì lân mẫn chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì thương xót chúng sanh, muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác, dẫn dắt họ đến bờ niết bàn vô quý mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì muốn an lạc chúng sanh mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn cứu chúng sanh ra khỏi các ưu phiền khổ não, dẫn dắt họ đến nơi an lạc niết bàn mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì muốn cứu khổ thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn tận đoạn các khổ sanh tử nơi chúng sanh mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm đến với chúng sanh để thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ tinh tấn tu hành ba thừa đạo, dần dần được giải thoát. Thế nào gọi là vì muốn làm chỗ quy y cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn cứu chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết cùng u bi khổ não, và dạy họ quay về nương tựa nơi pháp niết bàn mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là vì muốn làm chỗ y cứ cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe các pháp là vô y xứ, chẳng có chỗ y cứ, mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát thuyết các pháp đều là vô y xứ? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì sắc bất tương tục nên là vô sanh, vì sắc vô sanh nên là vô diệt, vì sắc vô diệt nên là vô y xứ. Vì thọ, tưởng, hành, thức dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất tương tục, là vô sanh, là vô diệt, nên đều là vô y xứ. Thế nào gọi là vì muốn làm con đường cứu cánh cho thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là vì muốn thuyết cho chúng sanh nghe sắc rốt ráo như tướng, là chẳng phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rốt ráo như tướng là chẳng phải thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo như tướng là chẳng phải nhất thiết chủng trí. Như tướng là rốt ráo, là cứu cánh. Hết thảy các pháp đều là rốt ráo như tướng cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các pháp đều rốt ráo như tướng thì Bồ Tát làm sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Lại nữa, trong cứu cánh tướng là chẳng có phân biệt sắc, dẫn đến chẳng có phân biệt nhất thiết chủng trí. Như vậy làm sao Bồ Tát có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, trong cứu cánh tướng là chẳng có phân biệt sắc, dẫn đến chẳng có phân biệt vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán các pháp tướng tịch diệt mà chẳng sanh tâm sợ hãi là việc rất khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tự niệm pháp thậm thâm như vậy, ta phải biết rõ như vậy, và ta phải vì thế gian nói như vậy. Thế nào gọi là vì muốn làm cồn đảo cho thế gian
mà pháp vô thượng Bồ Đề Tâm. Này Tu Bồ Đề, những vùng đất bị nước bao bọc chung quanh cắt rời khỏi các vùng đất khác thì được gọi là cồn đảo. Cũng như vậy, hết thảy các pháp thường sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí trước sau đều chứt đoạn. Này Tu Bồ Đề, do vì bờ trước và bờ sau đều chứt đoạn nên hết thảy các pháp đều là tịch diệt, là diệu bảo, là không, là vô sở đắc. Đại Bồ Tát vì chúng sanh trước pháp tịch diệt, di diệu là chỗ tận đoạn ái nhiễm, rốt ráo ly dục, dẫn vào vô dư niết bàn vậy. Thế nào gọi là vì muốn làm dẫn đạo cho thế gian mà phát vô thượng Bồ Đề Tâm? Này Tu Bồ Đề, đó là chư Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà thuyết giảng sắc, dẫn đến thức là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng 12 nhập, 18 giới, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng 4 niệm xứ, dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Vì chúng sanh mà thuyết giảng Tu Đà Hoàng, dẫn đến A-La-Hán, Bích Chi Phật, dẫn đến nhất thiết chủng trí là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm. Như vậy làm gì muốn dẫn đạo thế gian mà chư Đại Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề Tâm? Luận: Ngài Tu Bồ Đề phát tâm hoan hỷ bạch Phật rằng, có Bồ Tát chưa đoạn sạch phiền não, chưa được đầy đủ đại bi, chưa được bất thối chuyển, mà đã biết rõ hết thảy pháp đều là tự tánh không, và lại phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Như vậy làm việc rất khó làm. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát thương xót chúng sanh nên phát vô thượng Bồ Đề Tâm, dạy dỗ chúng sanh tu tập ba thừa đạo, dẫn dắt chúng sanh đến niết bàn thường lạc. Ví như thuốc hay, tuy có vị đắng mà có thể chữa lành bệnh. Nếu người bệnh kiên trì uống thuốc ắt sẽ chóng lành. Cũng như vậy, cứu độ và an lạc chúng sanh tuy là việc rất khó làm, nhưng Bồ Tát phát đại nguyện viên thành đạo hạnh,